Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin nhật ký cuộc sống của kênh VTC14. Hôm nay thứ ba ngày 24 tháng 6 năm 2014, bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Trung Quốc ngang ngược công bố bản đồ vẽ lại theo chiều dọc, trong đó bao gồm các quần đảo thuộc chủ quyền nước khác như Singapore, Điếu Ngư, Trường Sa, Hoàng Sa. Tâm lý chủ quan và sự thiếu hiểu biết đang khiến nhiều người dân nguy kịch sau khi bị các loại côn trùng đốt. Xung quanh thông tin 14.000 điện thoại ở Việt Nam có thể đã bị nghe lén, cơ quan chức năng khẳng định công ty kinh doanh phần mềm này đã vi phạm nghiêm trọng luật công nghệ thông tin và có thể bị xử lý hình sự. Và trong phần tin quốc tế, Mỹ cảnh báo Nga sẽ đối mặt với những biện pháp trừng phạt mới nếu tiếp tục làm gia tăng mức độ khủng hoảng ở Ukraine. Hàn Quốc bắt đầu phiên tòa xét xử thủy thủ đoàn Sewol. Thưa quý vị và các bạn, những hành động ngang ngược của Trung Quốc trong thời gian vừa qua tại khu vực Biển Đông đã và đang hiện thực hóa âm mưu lấn chiếm Biển Đông. Tuy nhiên, mọi việc chưa dừng lại ở đó. Theo tin tức từ One China Times, một nhà xuất bản ở tỉnh Hồ Nam Trung Quốc đã đi ngược lại quan niệm truyền thống trong xuất bản bản đồ khi phát hành một bản đồ theo chiều dọc của Trung Quốc đại lục, trong đó bao gồm các quần đảo thuộc chủ quyền của nước khác như Singapore, Điếu Ngư, Trường Sa, Hoàng Sa, bãi cạn Scarborough. Bằng việc này thì chính quyền Trung Quốc đang đẩy mạnh việc tuyên truyền, đòi hỏi về chủ quyền phi lý của họ đến học sinh Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên một tấm bản đồ dọc hồ lớn được chính thức xuất bản tại Trung Quốc, thể hiện chiều rộng 5.200 km và chiều dài 5.500 km. Bản đồ này bao gồm các đảo ở Biển Đông với tỷ lệ tương đương như các khu vực đất liền, thay vì thể hiện một ô riêng biệt với tỷ lệ nhỏ hơn. Tấm bản đồ mới nhấn mạnh các tính năng địa chính trị và quản lý hành chính. Nó bao gồm cả các đảo Trung Quốc hiện đang yêu sách chủ quyền, bất chấp sự chồng lấn với nhiều nước khác, như quần đảo Senkaku Điếu Ngư, hiện nằm dưới sự quản lý của Nhật, ở biển Hoa Đông, quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam, và bãi cạn Scarborough, Trung Quốc đã giành từ tay Philippines năm 2012. Tấm bản đồ này sẽ được cung cấp cho các trường tiểu học và trung học cơ sở. Và rõ ràng, với hành động vẽ lại bản đồ, trong đó nhận vô cả lãnh thổ nước khác, rồi dùng để giảng dạy cho học sinh, Trung Quốc đang thể hiện rõ mưu đồ của mình trong việc bành trướng và khiến một thế hệ tương lai hiểu sai về lãnh thổ của Trung Quốc. Thông tin mới nhất cập nhật về những diễn biến ngoài thực địa nơi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan 981 trái phép trong vùng biển của Việt Nam mà chúng tôi vừa nhận được từ Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển và Cục Kiểm ngư thuộc Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn. Ngày hôm nay, Trung Quốc tiếp tục có những hành động hung hăng hơn khi chủ động tấn công và đâm va vào các tàu của Việt Nam. Vào 8 giờ sáng nay, khi các tàu của ta hoạt động cách giàn khoan khoảng 10 hải lý, đã có 5 tàu kéo, 6 tàu hải cảnh và tàu hải tuần chặn hướng, áp sát ngăn cản không cho tàu của ta tiến gần vào giàn khoan. Tàu kiểm ngư 951 bị đâm gây hư hỏng nặng ngày hôm qua, tiếp tục bị tàu kéo số 32 của Trung Quốc áp sát cách 100m. Tàu 284 áp sát ngăn cản ở khoảng cách gần nhất 10m. Tàu kiểm ngư 951 là một trong những tàu Việt Nam có thời gian thực hiện nhiệm vụ ở Hoàng Sa lâu nhất từ ngày 3 tháng 5. Sau thời gian dài kiên cường bám trụ làm nhiệm vụ, tàu kiểm ngư 951 đã bị các tàu Trung Quốc đâm va, uy hiếp nhiều lần. Cú đâm liên tiếp ở hai bên mạn tàu vào ngày hôm qua đã khiến tàu kiểm ngư 951 bị thiệt hại nặng nhất. Cũng trong ngày hôm nay, các tàu hải cảnh, hải giám, hải tuần và tàu kéo của Trung Quốc tiếp tục tổ chức dàn hàng ngang để ngăn cản quyết liệt, sử dụng tốc độ cao để áp sát các tàu của ta, khoảng từ 10 đến 120 mét. Các tàu của Trung Quốc có hành động hung hăng hơn, manh động và có ý đồ vây ép để đâm va, phun nước khi các tàu của ta tiến gần vào giàn khoan. Hôm nay, Trung Quốc vẫn duy trì khoảng 102 đến 108 tàu các loại hoạt động tại hiện trường quanh khu vực giàn khoan 981. Trong đó có 37 đến 39 tàu hải cảnh, 12 đến 14 tàu vận tải, 17 đến 19 tàu kéo, 30 tàu cá và 6 tàu quân sự. Các tàu này được Trung Quốc tổ chức thành từ 5 đến 10 tàu và bố trí thành đội hình vòng cung cách giàn khoan khoảng 10 đến 11 hải lý. Về phía lực lượng của ta, ngày hôm nay các tàu cảnh sát biển và tàu kiểm ngư hoạt động cách giàn khoan từ 9 đến 11 hải lý, tiếp tục đấu tranh tuyên truyền và thực thi pháp luật, kiên quyết yêu cầu giàn khoan và các tàu bảo vệ của Trung Quốc rời khỏi vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. Các tàu cá của ta trên ngư trường truyền thống Hoàng Sa vẫn tiến hành đánh bắt ở khu vực phía Tây, Tây Nam, cách giàn khoan từ 40 đến 45 hải lý.
Khu vực nhóm tàu cá của ta đánh bắt có khoảng 30 tàu cá, dưới sự hỗ trợ của hai tàu hải cảnh số hiệu 46102, 46106 của Trung Quốc đã tổ chức dàn hàng ngang để ngăn cản, cơ động và chạy song song với các tàu cá của ta ở khoảng cách từ 20 đến 50 mét, không cho các tàu cá của ta tiếp cận giàn khoan. Như chúng tôi đã đưa tin, ngày hôm qua tàu kiểm ngư 951 của Việt Nam đã bị hai tàu Trung Quốc đâm hư hỏng nghiêm trọng. Có thể nói đây là vụ đâm va gây thiệt hại nặng nhất từ trước đến nay, cũng như gây nguy hiểm trực tiếp đến tính mạng của lực lượng thực thi pháp luật trên biển của Việt Nam. Và hiện thì các kiểm ngư viên đang khẩn trương khắc phục sự cố để tiếp tục ở lại Hoàng Sa phản đối hành động sai trái của Trung Quốc. Một cú đâm trực diện và chính giữa mạn trái tàu khiến cả tàu kiểm ngư 951 chao đảo dữ dội. Đây được xem là một cú đâm chí mạng của đầu tàu kéo Trung Quốc số hiệu Tân Hải 285. Trước đó, tàu còn bị tàu Hữu Liên 9 của Trung Quốc đâm thẳng vào mạn phải và bị tàu Hải Tuần 11 dùng vòi rồng phun nước áp lực cao. Đã có hai kiểm ngư viên bị thương nhẹ, tàu 951 bị thiệt hại nặng khi phần thân vỏ bị biến dạng hoàn toàn, khoang máy, phòng quân y bị hư hỏng. Đặc biệt một phao bè cứu sinh tự thổi trên mặt tàu bị rơi xuống biển, xuồng cứu sinh bị rách gây ra rất nhiều khó khăn cho lực lượng của ta. Nhận được tin báo, các tàu cảnh sát biển đang hoạt động trong khu vực đã nhanh chóng cơ động về phía tàu kiểm ngư 951 để hỗ trợ. Nhưng ngay lập tức, có 5 tàu Trung Quốc tiếp tục truy cản tàu cảnh sát biển 8003 với tốc độ cao khoảng 20 hải lý một giờ. Mặc dù tình thế rất nguy hiểm, nhưng các lực lượng thực thi pháp luật Việt Nam vẫn thể hiện tinh thần đồng đội, đoàn kết, hỗ trợ nhau kịp thời. Trải qua giờ phút khó khăn, sức khỏe của các kiểm ngư viên đã dần ổn định. Hệ thống thông tin liên lạc cũng đã khôi phục trở lại bình thường. Hiện nay, các anh đang nỗ lực sửa chữa, gia cố lại các vị trí bị thủng ở mạn tàu có khả năng thấm nước để tiếp tục thực thi pháp luật tại vùng biển của Tổ quốc. Ngay sau khi Việt Nam công bố hình ảnh 4 tàu Trung Quốc cùng vây ép lao thẳng với tốc độ cao, đâm va, làm hư hỏng tàu kiểm ngư 951, thì trong chiều nay Bắc Kinh lại vô lý kêu gọi Việt Nam chấm dứt việc gây cản trở đến các hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông. Có thể thấy những luận điệu xảo trá của Trung Quốc lại một lần nữa cho thấy sự ngang ngược của Trung Quốc tại Biển Đông và cách hành xử hung hăng bất chấp luật pháp quốc tế. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh đã trắng trợn có tuyên bố bẻ cong sự thật và cho rằng Việt Nam đang cố tình gây ra các vụ va chạm để đổ lỗi cho Trung Quốc, đồng thời đưa ra yêu sách phi lý rằng Việt Nam nên chấm dứt việc cản trở các hoạt động của Trung Quốc như việc nên rút tàu ở vùng biển tranh chấp và nhanh chóng trả lại bình yên cho việc này. Ngày 20 tháng 6 vừa qua, Trung Quốc đã thông báo sẽ đưa 4 giàn khoan ra Biển Đông. Rõ ràng việc đưa các giàn khoan vào khu vực Biển Đông của Trung Quốc đã khiến tình hình khu vực ngày càng trở nên đặc biệt phức tạp, làm dấy lên sự e ngại của cộng đồng quốc tế về sự quyết đoán đơn phương và thậm chí ngang ngược của Trung Quốc. Âm mưu bằng chứng rõ ràng đang đẩy Trung Quốc ngày càng cô lập hơn trên trường quốc tế và kéo nhiều quốc gia xích lại gần nhau hơn, khiến nhiều khối liên minh được tạo ra. Ngày hôm nay, Tổng thống Philippines đã đến thăm Nhật Bản để bàn về việc hợp tác kinh tế và an ninh. Tuy nhiên, trọng tâm của chuyến đi lần này của Tổng thống Philippines Benigno Aquino chính là các cuộc đàm với Thủ tướng Shinzo Abe về vấn đề an ninh hàng hải cũng như các hành vi gây hấn của Trung Quốc trên Biển Đông. Trong chuyến thăm Nhật Bản một ngày, Tổng thống Philippines Benigno Aquino đã bày tỏ sự ủng hộ của mình về kế hoạch triển khai quyền tự vệ của quân đội Nhật Bản. Theo ông, khi Nhật Bản triển khai quyền tự vệ trong quân đội, thì nhiều quốc gia sẽ được hưởng lợi. Đây là lần thứ 5 ông Aquino đến thăm Nhật Bản kể từ khi nhậm chức năm 2010. Chúng tôi tin rằng những quốc gia được hưởng lợi từ quyền tự vệ tập thể. Các nước có đề nghị sự giúp đỡ của Nhật Bản khi cần thiết. Trong cuộc gặp với Tổng thống Philippines, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cũng chia sẻ về những dự định mới của Nhật Bản trong tương lai như nới lỏng hiến pháp. Hiện nay điều khoản 9 trong hiến pháp đã gây ảnh hưởng đến việc bảo vệ chủ quyền của Nhật Bản. Chúng tôi nhất trí với việc tăng cường quan hệ với nhiều nước và chúng tôi cam kết sẽ nỗ lực hỗ trợ Philippines trong việc cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị và nhiều lĩnh vực khác. Trước đó, phát biểu tại đối thoại Shangri-La 13 khi nói về cuộc tranh chấp ở Biển Đông, ông Abe cho hay chính phủ Nhật Bản ủng hộ mạnh mẽ những nỗ lực của Philippines trong việc kêu gọi giải quyết tranh chấp ở Biển Đông.
Tối qua, Hội Sinh viên trẻ thành phố Đà Nẵng tổ chức chương trình Hướng về biển đảo quê hương nhằm ủng hộ lực lượng cảnh sát biển, kiểm ngư và ngư dân Việt Nam bám biển, giữ vững chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Chương trình đã quyên góp được 3 tỷ đồng dành tặng lực lượng đang làm nhiệm vụ chấp pháp ngoài biển. Tại buổi lễ, Hội Doanh nhân trẻ thành phố Đà Nẵng đã trao quà cho 15 ngư dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi suất 5 triệu đồng và tôn vinh 24 phóng viên của các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố đã tác nghiệp tại vùng biển Hoàng Sa trong thời gian qua. Đến nay, Hội Doanh nhân trẻ thành phố Đà Nẵng đã nhận được gần 3 tỷ đồng do hội viên và doanh nghiệp đóng góp tặng cảnh sát biển, lực lượng kiểm ngư và ngư dân. Số tiền này sẽ được chuyển đến gia đình những người đang làm nhiệm vụ thực thi pháp luật ngoài biển. Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng cũng đi khảo sát thực tế và dự định đóng tàu cho ngư dân thuê lại, vừa đánh bắt hải sản vừa tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Thời gian qua, hàng trăm tiểu thương từ các tỉnh phía Nam đổ về Thừa Thiên Huế để tìm bắt loài địa lâm mà dân địa phương vẫn gọi là giun biển, cung cấp cho thương lái Trung Quốc. Mặc dù chưa biết loài thủy sản này có công dụng gì mà phía Trung Quốc lại thu mua với số lượng lớn. Tuy nhiên, việc khai thác số lượng ồ ạt, tự phát sẽ ảnh hưởng đến tài nguyên đất, nước, gây ra tình trạng mất trật tự trên địa bàn. Sau khi khai thác cạn kiệt địa long ở các vùng biển Phú Lộc, Phú Vang, những người đàn ông này tiếp tục di chuyển đến vùng biển Quảng Công, huyện Quảng Điền để khai thác địa long suốt gần 3 tháng nay. Anh Nguyễn Ngọc Hưng, một người chuyên đi khai thác địa long cho biết, muốn khai thác địa long đạt số lượng nhiều thì phải đợi chờ, canh chờ đến lúc thủy triều hạ mới có thể đánh bắt được. Bình quân mỗi ngày khai thác được khoảng 5 đến 7 kg, với giá thu mua tại chỗ 50.000 đồng 1 kg địa long tươi. Tuy nhiên trên thực tế, giá có thể cao hơn nhiều nếu thị trường hụt hàng. Nhiều ý kiến cho rằng địa long được xem như là một loài thần dược, bổ dưỡng nên nhiều người dân đua nhau tìm đến các vùng biển Thừa Thiên Huế để đào bắt. Có cả hệ thống tư thương đi theo để thu mua và chế biến, đưa sang thị trường Trung Quốc. Nhưng khi được hỏi lý do Trung Quốc mua loài vật này, thì chính cả thương lái chuyên thu gom mặt hàng này cũng không biết. Ít lâm lượng trùng rất là ít, cũng đã sắp hết rồi, không gây được nhiều. Từ này mình dùng để làm những cái thực phẩm gì chị? Mình xuất khẩu qua Trung Quốc họ làm chi mình cũng không rõ. Điều đáng nói là hàng chục lao động ở các địa phương khác đến đào bắt, khai thác địa long, làm ảnh hưởng đến môi trường cũng như việc nuôi trồng thủy hải sản, gây bức xúc cho người dân trên địa bàn. Nhưng chính quyền địa phương vẫn không hề hay biết. Vào chiều qua, tàu Cảnh sát biển 2010 thuộc vùng Cảnh sát biển 3 đã xuất phát từ Vũng Tàu ra biển làm nhiệm vụ tuần tra bảo đảm an ninh an toàn đường ống dẫn khí của Tổng Công ty Khí Việt Nam PVGA trên vùng biển Bà Rịa Vũng Tàu. Hoạt động này của Cảnh sát biển Việt Nam nhằm tăng cường phối hợp tuần tra bảo vệ an ninh an toàn các hệ thống đường ống dẫn khí dưới đáy biển, có điểm tiếp bờ tại Vũng Tàu và Cà Mau. Các đơn vị tham gia gồm Cảnh sát biển, Công ty Asico, Tổng Công ty PVGA cùng xuất bến tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hoạt động vận tải biển và ngư dân về tầm quan trọng của tuyến ống dẫn khí, nâng cao ý thức bảo vệ các công trình biển. Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển cũng đã giao nhiệm vụ cho vùng Cảnh sát biển 3 thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, bảo vệ an ninh, an toàn đường ống dẫn khí dưới đáy biển, đồng thời thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, thực thi pháp luật trên biển, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh, an toàn biển đảo. Tàu Cảnh sát biển 2010 phải làm tốt công tác tuyên truyền cảnh giới từ xa đối với các tổ chức cá nhân có những hoạt động xung quanh đường ống dẫn khí. Trước những thiệt hại do trận lũ ống gây ra vào ngày hôm qua, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La đang tích cực hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng khắc phục hậu quả. Ngày hôm nay, chính quyền địa phương cùng với các tổ chức đoàn thanh niên, hội phụ nữ đến giúp đỡ người dân dọn dẹp, sửa sang lại nhà cửa, đồng thời kiên quyết không để trường hợp nào tự ý ra suối vớt củi, vớt tài sản gây nguy hiểm đến tính mạng. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La cũng đã tiến hành rà soát, thống kê thiệt hại về tài sản hoa màu của nhân dân để tiến hành hỗ trợ theo quy định. Trước đó, trận mưa lớn kéo dài trong 4 giờ vào sáng ngày 23 tháng 6 tại khu vực các xã biên giới của huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La đã gây ra lũ ống, làm ách tắc giao thông quốc lộ 43 đi cửa khẩu quốc gia Lóng Sập và gây thiệt hại về tài sản cũng như hoa màu của nhân dân hai xã Trường Sơn và Mường Sang. Nước lũ đã nhấn chìm 6 ngôi nhà của người dân bản Thái Hưng, xã Mường Sang. Do nước lũ lên quá nhanh, người dân chỉ kịp sơ tán lên cao, còn toàn bộ tài sản đều bị ngập nước. Lũ ống còn cuốn trôi 6 cầu cứng do nhân dân xây dựng.
Sáng nay tại thủ đô Bangkok, Thái Lan đã diễn ra lễ khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Châu Á về giảm thiểu rủi ro thiên tai lần thứ 6 với 2.000 đại biểu tham dự. Sự kiện này là cơ hội duy nhất để chính phủ các nước và các bên liên quan trong khu vực tái khẳng định cam kết của quốc gia mình vào việc bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu. Và sau đây là ghi nhận của phóng viên VTC14 tại thủ đô Bangkok của Thái Lan ngày hôm nay. Hội nghị lần này chính là diễn đàn để các nước châu Á trao đổi những cách tiếp cận sáng tạo trong việc phòng chống và quản lý các rủi ro thiên tai. Cùng với sự tham vấn của các nước và đối tác, các bộ trưởng sẽ bàn bạc duy trì cân bằng hệ sinh thái, đặt trọng tâm vào việc quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường bằng cách thay đổi mô hình phát triển và lôi kéo sự tham gia của cộng đồng địa phương. Hơn 2.000 người đến từ hơn 50 quốc gia trên thế giới đã làm nóng khán phòng tại trung tâm hội nghị Bangkok với chủ đề tăng cường nguồn lực đầu tư hồi quốc gia và cộng đồng. Hội nghị lần này quan trọng hơn bao giờ hết bởi vì năm nay sẽ là năm cuối cùng các nước thu thập kết quả cho khung hành động Kyoto giai đoạn năm 2005-2015 và chắc chắn rằng bài toán về phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường vẫn là một bài toán khó đối với các quốc gia châu Á. Gắn kết nguồn lực quốc gia, giảm thiểu và thích ứng một cách chủ động với biến đổi khí hậu là một công việc cần phải làm của bất cứ quốc gia nào ngay từ bây giờ. Phóng viên Thanh Hà đưa tin tại Bangkok, Thái Lan. Theo Bộ Nội vụ Thái Lan, việc tổ chức hội nghị tại Bangkok lần này nhằm hưởng ứng những chiến lược đã được đặt ra trong kế hoạch phát triển kinh tế và xã hội quốc gia lần thứ 11, giai đoạn 2012-2016 của Thái Lan, liên quan tới công tác quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường theo hướng bền vững. Hội nghị Bộ trưởng Châu Á lần thứ 6 sẽ diễn ra từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 6 với nhiều phiên thảo luận khác nhau liên quan tới công tác quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường theo hướng bền vững. Đây sẽ là kỳ họp liên chính phủ cuối cùng trong khu vực, trước khi các quốc gia trên phạm vi toàn cầu nghiệm thu kết quả khung hành động Kyoto giai đoạn 2005-2015 và ban hành khung hành động cho giai đoạn sau năm 2015 tại Hội nghị Thế giới về giảm nhẹ thiên tai lần thứ 3, dự kiến tổ chức vào tháng 3 năm 2015 tại Sendai, Nhật Bản. Sau những bê bối liên quan đến việc sử dụng vốn ODA của Nhật Bản ở Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và tuyên bố ngừng giải ngân vốn cho các dự án ODA đường sắt xảy ra tiêu cực. Và sáng nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức cuộc đối thoại Việt Nam-Nhật Bản để bàn về các giải pháp phòng ngừa tiêu cực tham nhũng ODA. Theo đó, phía Nhật Bản yêu cầu Việt Nam cần công bố kết quả chính xác nhất sau vụ việc đưa hối lộ tại Công ty Tư vấn Kỹ thuật Giao thông Nhật Bản JTC. Tại cuộc họp, phía Việt Nam đã báo cáo kết quả điều tra các dự án có liên quan đến Công ty Tư vấn Kỹ thuật Giao thông Nhật Bản và Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam. Ông Suzuki, công sứ Đại sứ quán Nhật Bản cho rằng vụ việc xảy ra vừa rồi tại Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam là vô cùng đáng tiếc và ảnh hưởng không nhỏ đến quan hệ giữa hai nước. Công sứ Đại sứ quán Nhật Bản cũng yêu cầu phía Việt Nam cần phải điều tra lại, xác minh thật rõ ràng sự việc này để lấy lại niềm tin từ các dự án ODA của Nhật Bản. Phía Nhật Bản mong muốn có một câu trả lời chính thức, thuyết phục từ phía Việt Nam sau sự vụ xảy ra tại dự án liên quan đến Công ty Tư vấn Kỹ thuật Giao thông Nhật Bản JTC và Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam. Tại cuộc họp, hai bên cũng đã đồng ý tiếp tục hợp tác và thảo luận cụ thể hơn về các biện pháp phòng ngừa tiêu cực trong các dự án sử dụng vốn ODA của Nhật Bản, đồng thời thống nhất trong thời gian tới sẽ triển khai các biện pháp phòng chống tham nhũng, tiêu cực và báo cáo chính phủ về kết quả của cuộc họp để thúc đẩy mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước. Trong 20 năm qua, Nhật Bản là nhà tài trợ ODA lớn nhất đối với Việt Nam. Quốc gia này cũng có vai trò quan trọng đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ tài nguyên môi trường ở Việt Nam. Liên quan đến hiện tượng vệt hàn lún bánh xe xảy ra trong thời gian gần đây trên các tuyến quốc lộ trọng điểm, chiều nay Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục tổ chức họp bàn nhằm tìm ra các giải pháp để khắc phục tận gốc tình trạng này. Tuy nhiên, vẫn chưa có giải pháp hiệu quả mang tính đột phá nào được đưa ra. Tại cuộc họp, những nguyên nhân gây ra hiện tượng hằn lún vệt bánh xe được đưa ra vẫn là xe quá tải, yếu tố thời tiết, chất lượng nhựa đường và chất lượng thi công. Do đó, các đại biểu xoay quanh vào các giải pháp kiểm soát tải trọng xe, kiểm soát chất lượng nhựa đường cho phù hợp với thời tiết và địa hình. Sau rất nhiều tranh cãi, các đại biểu vẫn không thống nhất được giải pháp hiệu quả và quan trọng nhất cần phải tập trung để khắc phục sự cố hằn lún đường. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng nhấn mạnh, đảm bảo chất lượng công trình và sử dụng đồng tiền của người dân một cách có hiệu quả là trách nhiệm của toàn ngành. Muốn vậy, các đơn vị liên quan cần có sự phối hợp chặt chẽ, tiếp tục nghiên cứu đưa ra các giải pháp đồng bộ, lâu dài và kiên trì để đảm bảo chất lượng đường xá.
Trong đó, Bộ trưởng nhấn mạnh đến nhân tố con người và yêu cầu cần nâng cao đạo đức, trình độ chuyên môn, đưa ra chế tài xử lý nghiêm trách nhiệm các đơn vị có liên quan đến hiện tượng lún đường này. Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng chỉ đạo tiếp tục kiểm soát tải trọng xe. Đến cuối năm nay, các đơn vị phải tìm ra nguyên nhân, đưa ra giải pháp hiệu quả nhằm khắc phục hiện tượng hằn lún vệt bánh xe. Trước đó, Bộ Giao thông Vận tải đã thành lập tổ nghiên cứu các giải pháp khắc phục hiện tượng hằn lún bánh xe xuất hiện nhiều trên các tuyến quốc lộ. Năm nào vào dịp hè, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cũng tiếp nhận hàng trăm bệnh nhân sốt các loại do côn trùng như mò, ve, đốt. Tuy nhiên, phần lớn bệnh nhân đều chủ quan, khiến cho khi nhập viện đã trong tình trạng nguy kịch do những biến chứng nặng. Ghi nhận của phóng viên VTC14 trong chiều ngày hôm nay. Người đàn ông 69 tuổi này vừa trải qua cơn thập tử nhất sinh sau khi bị mò đốt. Điều đáng nói là cho đến khi nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, cả ông và người nhà đều không biết lý do tại sao. Rồi mới đầu là thấy nó lở bằng đầu ngón tay, nhưng mà thấy lở ra thì hỏi bố kêu bố bị kịch vô giường, nhưng mà không phải, ra đây thì bác Quảng nói là bị sốt mò, bằng đầu ngón tay lở ra, lở giống như cái mụt nhọt, mà điều trị một thời gian là thấy giờ thấy nó khô lại, nó bung cái vảy kia ra. Thế thì các cái loại ấu trùng của mò ve thì nó sống ở các cái bụi cây, các cái lùm cỏ, nó nhỏ lên xíu, thế và khi nếu như chúng ta xâm nhập vào các cái khu vực ấy, thì nó bám vào người và nó đốt người, nó truyền cái mầm bệnh rickettsia sang cho người. Vùng mà bị nó đốt thì nó hình thành một cái nốt đốt, nó kích thước nó khoảng chừng 0,3 cho đến 0,5 cm, và cái giai đoạn sớm thì ở giữa cái nốt đốt ấy nó có các cái vảy màu đen, vảy cứng màu đen. Thế sau đó thì muộn hơn thì các cái vảy nó bong đi, nó tạo thành một cái vết lõm. Đây là một cái nốt đốt điển hình của nốt đốt của côn trùng. Vị trí các vết đốt trên cơ thể bệnh nhân thường khó phát hiện, thường ở trán, gần chân tóc, vùng bụng, vùng háng, nách. Với các biểu hiện ban đầu là sốt dai dẳng, rất dễ nhầm lẫn với sốt virus thông thường nên người bệnh thường mất cảnh giác. Một số bệnh nhân thì nếu như không được điều trị sẽ bị diễn biến nặng và dẫn đến tình trạng suy đa phủ tạng. Thì các cái phủ tạng hay bị suy nhất là tình trạng là gan hay bị suy, và thứ hai là có cái tổn thương phổi. Ngoài ra một số bệnh nhân có thể có các cái viêm cơ tim hoặc là một số các cái biến chứng như viêm não. Từ đầu mùa hè đến nay đã có gần chục bệnh nhân nhập viện tại đây. Tuy nhiên, đều được cứu sống bởi các biến chứng này, nếu được điều trị tích cực có thể rút xuất ngay trong vòng 3 ngày và sức khỏe sẽ dần ổn định trở lại. Điều quan trọng nhất là cần phát hiện sớm các vết đốt đó. Nếu chúng ta tự tìm, tự phát hiện ra cái nốt đốt thì đấy là một cái chỉ điểm rất là tốt để mà dẫn đến chẩn đoán. Còn thứ hai là nếu như những bệnh nhân mà cái sốt kéo dài mà điều trị theo các hướng, theo các căn nguyên khác mà nó không có kết quả, thì chúng ta cũng phải hướng tới cái căn nguyên là do rickettsia để chúng ta điều trị. Những vết đốt do côn trùng tưởng như vô hại nhưng lại có thể đe dọa tính mạng người bệnh. Cùng với các ca bệnh do bọ xít hút máu, việc gia tăng các bệnh nhân bị mò hay ve đốt cho thấy tình hình dịch bệnh bắt nguồn từ các loại động vật nguy hại đang ngày một diễn biến phức tạp hơn, và người dân thì luôn cần cảnh giác cao độ. Như trong bản tin nhật ký cuộc sống ngày hôm qua chúng tôi đã đưa, mới đây Sở Thông tin Truyền thông Hà Nội và Công an Hà Nội vừa phát hiện một công ty chuyên cung cấp phần mềm gián điệp theo dõi điện thoại có tên là Pitchiker. Theo cơ quan chức năng, đến thời điểm này đã xác định là có tổng cộng 14.000 điện thoại di động tại Việt Nam bị theo dõi tin nhắn, danh bạ, ghi âm cuộc gọi, định vị điện thoại, quay phim, chụp ảnh. Thông tin này khiến cho nhiều người lo lắng rằng bí mật thông tin cá nhân của mình đã bị xâm phạm nghiêm trọng. Vậy 14.000 điện thoại bị theo dõi như thế nào? Ai là đối tượng chủ yếu bị nghe lén? Ghi nhận sau của các phóng viên VTC. Phần mềm theo dõi Pitchiker có nguồn gốc từ Trung Quốc, do công ty Việt Hồng ở Hà Nội mua về và phát triển thêm từ năm 2013. Khi cần theo dõi một điện thoại, người dùng sẽ cầm máy đó và truy cập trang web của công ty Việt Hồng hoặc soạn tin nhắn đến đầu số 8189 để lấy đường link tải phần mềm về. Sau đó chỉ mất 3 đến 5 phút thao tác là có thể cài đặt xong phần mềm này. Sau khi được cài vào điện thoại cần theo dõi, tất cả dữ liệu như danh bạ, tin nhắn, các cuộc gọi đi, gọi đến, hình ảnh, video, lộ trình di chuyển, vị trí hiện tại sẽ được bí mật đẩy lên máy chủ sau 5 đến 10 phút từ khi máy có kết nối Internet. Nguy hiểm hơn, người theo dõi có thể chủ động kích hoạt 3G, GPRS cho máy từ xa để đẩy dữ liệu lên hệ thống, thậm chí có khả năng ra lệnh điều khiển từ xa như ghi âm xung quanh, tự quay video, chụp ảnh.
Theo cơ quan điều tra, tổng số máy từng bị cài phần mềm lên đến 14.000, trải rộng trên khắp các tỉnh thành trên cả nước. Số tài khoản vẫn đang sử dụng phần mềm này là 600 máy. Với các cái giám sát này là do vợ giám sát chồng, chồng giám sát vợ, hoặc là các việc cạnh tranh của các đối thủ không lành mạnh giữa doanh nghiệp nọ, doanh nghiệp kia, hoặc là giữa cá nhân nọ với cá nhân kia trong quá trình hoạt động kinh doanh mà các đối tượng cần phải là giám sát, cần phải cạnh tranh. Cho nên là đã thông qua các doanh nghiệp này để tiến hành cái hoạt động giám sát với lại các cái số điện thoại mà các đối tượng là cần phải giám sát. Mặc dù giao bán phần mềm P-Tracker để chấm công, quản lý lộ trình đi lại của phương tiện hoặc giám sát con cái, tuy nhiên thực tế, công ty Việt Hồng không cần quan tâm tới đối tượng hay mục đích sử dụng. Đặc biệt, vi phạm nghiêm trọng nhất của công ty này chính là dùng phần mềm đó để lưu trữ thông tin cá nhân, sau đó dùng thông tin cá nhân này bán lại cho khách hàng, những người có nhu cầu theo dõi cá nhân kia. Theo cái số liệu hiện nay chúng tôi nắm sơ qua thì nó liên quan đến một số cái vấn đề, ví dụ như là ở trong cái nội dung tin nhắn ấy, nó có những cái thông tin là giao dịch giữa cái người sử dụng điện thoại này với ngân hàng, hoặc là những cái thông tin xác nhận cái tài khoản Viber, Facebook và những cái thông tin rất là riêng tư. Những cái thông tin này theo đánh giá của chúng tôi thì nếu như đối tượng xấu mà sử dụng vào cái mục đích xấu, ví dụ như là tống tiền chẳng hạn, thì cũng rất là nguy hiểm. Với mức phí đưa ra cho người dùng khá hấp dẫn, 400.000 đồng một tháng hoặc 1,2 triệu đồng 6 tháng, chỉ trong khoảng 9 tháng từ tháng 9 năm 2013 đến nay, công ty Việt Hồng đã thu lợi bất chính gần 1 tỷ đồng. Nhận thấy hành vi thu thập, làm lộ thông tin cá nhân của công ty Việt Hồng vi phạm nghiêm trọng luật công nghệ thông tin và có dấu hiệu hình sự, Thanh tra Sở Thông tin Truyền thông Hà Nội đã chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để điều tra xử lý. Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, vào ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ Barack Obama cảnh báo người đồng cấp Vladimir Putin rằng Nga sẽ đối mặt với những biện pháp trừng phạt mới nếu Moscow không ngăn chặn dòng vũ khí chảy vào Ukraine và ngừng hỗ trợ lực lượng ly khai. Trong khi đó, EU cho biết họ đã sẵn sàng áp đặt lệnh trừng phạt mới đối với Nga nếu Moscow không hành động nhanh chóng để ngăn chặn vũ khí và chiến binh chảy vào miền đông Ukraine. Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Obama đưa ra cảnh báo trên trong cuộc điện đàm với nhà lãnh đạo Nga, trong đó ông kêu gọi Moscow có những hành động cụ thể để xoa dịu tình hình. Mặc dù chúng tôi tin rất có khả năng đạt được một giải pháp ngoại giao, song Nga sẽ đối mặt với những hậu quả mới nếu chúng tôi không thấy được những hành động cụ thể để xoa dịu tình hình. Về phần mình, Tổng thống Nga nhấn mạnh tầm quan trọng của một thỏa thuận ngừng bắn và cuộc đàm phán giữa các bên tham chiến. Tổng thống Nga Putin cho rằng, để nội dung kế hoạch của ông Poroshenko về giải quyết tình hình trong nước trở thành thực tiễn, cần phải bảo đảm việc chấm dứt chiến sự. Moscow cáo buộc chính quyền Kiev không mời bên khác tham gia đối thoại, trong khi đó Kiev tuyên bố lực lượng dân quân chỉ có một tuần lễ để hạ vũ khí. Còn về phía EU, thì Ngoại trưởng Anh William Hague cảnh báo Nga rằng nếu không hành động, EU sẽ có thể tăng thêm các biện pháp trừng phạt hơn nữa đối với Nga. Ông cho biết sự ủng hộ của Tổng thống Nga Vladimir Putin cho kế hoạch hòa bình của Ukraine phải được chuyển thành hành động. Chúng tôi yêu cầu Nga phải có hành động thực tế để ngăn chặn dòng chảy của vũ khí qua biên giới và miền đông Ukraine, để khuyến khích các nhóm vũ trang bất hợp pháp dừng ngay những hành động họ đang làm hiện nay. Cho đến nay, EU và Mỹ đã áp đặt lệnh cấm hoạt động và đóng băng tài sản đối với các quan chức Nga bị buộc tội tham gia vào tình trạng bất ổn tại Ukraine, bao gồm sát nhập Crimea vào Nga. Thưa quý vị và các bạn, vào ngày hôm nay, Tòa án Hàn Quốc đã bắt đầu phiên xét xử 15 thuyền viên trong vụ chìm phà Sewol. Trước đó, thân nhân của các nạn nhân xấu số đã có mặt từ rất sớm và mong được nghe những phán quyết công bằng từ phía tòa án. Theo đó, các bị cáo là thuyền trưởng Lee Chun-seok và ba thuyền viên cấp cao bị cáo buộc tội danh giết người do thiếu ý thức trách nhiệm. Tội danh nằm giữa giết người cấp độ 1 và tội ngộ sát, song đều phải chịu mức án là tử hình. 11 thành viên còn lại trong thủy thủ đoàn cũng phải đối mặt với tội danh thiếu trách nhiệm, song ở mức độ nhẹ hơn. Liên quan đến vụ chìm phà Sewol, ngày 24 tháng 6, đội thợ lặn cứu hộ đã vớt thêm một thi thể sau 16 ngày tìm kiếm không có kết quả. Đây là một hành khách nữ. Như vậy, tổng số nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa này được xác định đến nay là 293 người, 11 người vẫn còn mất tích. Trong khi đó, cũng trong ngày hôm nay, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye lại vấp phải khó khăn mới sau khi người thứ hai mà bà chỉ định làm thủ tướng, ông Moon Chang-kuk,
tuyên bố rút khỏi vị trí này. Như vậy, chiếc ghế Thủ tướng Hàn Quốc vẫn buộc phải để trống sau khi cựu Thủ tướng Chun Hong-won từ chức do sức ép từ dư luận sau thảm kịch chìm phà Seowon khiến khoảng 300 người thiệt mạng, chủ yếu là học sinh. Hôm nay thứ Ba ngày 24 tháng 6, cảnh sát Anh chính thức cấm sử dụng khát, loại lá nhai vốn được đàn ông Đông Phi và vùng Vịnh dùng như một thứ ma túy nhẹ, chứa hóa chất, có thể làm tăng hoạt động của tinh trùng, đồng nghĩa với việc là tăng khả năng có con ở cánh mày râu. Ngay lập tức, một làn sóng biểu tình mạnh mẽ đã diễn ra ở xứ sở sương mù. Khát hay Katha Edulis từ nhiều thế kỷ nay đã được biết đến với khả năng tạo cảm giác đê mê khoan khoái. Nó còn có tên là khát chát, mira to chát và salad châu Phi. Ngoài đặc tính kích thích, một số người cho rằng là khát cải thiện khả năng chăn gối của đàn ông. Theo lệnh cấm mới, loại thảo dược kích thích này sẽ nằm trong danh mục thuốc loại C. Việc sản xuất, kinh doanh hoặc mua bán khát sẽ đồng nghĩa với mức án lên đến 14 năm tù. Tôi nghĩ lệnh cấm này là một quyết định không sáng suốt. Nếu như trước kia mọi thứ công khai và dễ quản lý bao nhiêu, thì đến bây giờ lệnh cấm sẽ khiến người ta phát điên và chuyển sang dùng khác một cách lén lút. Chúng tôi buộc phải đưa ra lệnh cấm vì chúng tôi đã tìm ra những bằng chứng khoa học cho thấy loài cây này có tác hại về mặt thần kinh và vật chất đối với cơ thể người sử dụng. Chính phủ Anh cho biết lệnh cấm khát sẽ đưa nước này gia nhập hàng ngũ các nước châu Âu khác trước đó đã cấm sử dụng loại thảo dược kích thích này. Trong khi đó, tại các nước như Ethiopia, Somalia, Yemen và đặc biệt là Kenya, nước trồng khát chính trên thế giới, lệnh cấm ở Anh đã khiến người nông dân không khỏi lo ngại. Hãng tin BBC của Anh dẫn lời các quan chức của Kenya cho biết lệnh cấm mới của Anh sẽ đẩy gần 2 triệu người dân ở Meru vào thất nghiệp. Đây là một trong 47 hạt trồng khát ở Kenya. Thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc bản tin Nhật ký cuộc sống ngày hôm nay của kênh VTC14. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi từ quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.